không rồi không biết. À, giờ nó đang chạy luôn. Còn có quay hay không thì muộn nổi tao cũng biết. À, nó đang đếm số kìa. Ừ, nó đang quay đó. Hey, hello, how are you? À, đây đây, tao nhìn thấy sao. À, trước mặt tôi là một giám chào. Đốc. À, giờ người vừa chào các bạn là giám đốc công ty Sài Gòn Ga chi nhánh Rạch Kiến, một trong những cửa hàng ga lớn nhất, quy mô nhất của tỉnh Long An. Bậy bậy, tao đang live stream mà mày kì. À, ngồi bên tay trái tôi là một người cán bộ vì dân. À, bữa nay trốn dân rồi đi du lịch. Rồi có vì dân hay là vì mình gì thì cái đó quý vị tự hiểu. Đang live stream nha, đang live stream nha. Rồi live stream. Trực tiếp luôn. Trực tiếp luôn hả? Ừ. Đâu có, tôi là dẫn chương trình mà này, ngồi kế bên tôi là cán bộ vì nước vì dân. Thứ bảy trốn dân đi du lịch đây. Nói em lại chìm anh luôn nghe anh vợ. Anh mệt anh rồi đó, đủ nó điều tra ra là cán bộ là đại hội mặt trận hết chứ. Thấy chưa, anh không vì nước vì dân gì hết mà anh vì bản thân mình, anh like, anh đi chơi anh like, anh còn live stream nữa. Anh tính làm nam em à? Thì giờ mà có cái mic cầm ha, đụng cái mic máy thôi cầm đưa ra nói ừ. Phỏng vấn mà. Phỏng vấn. Mày quay mày làm gọi là gì, caramel. Ừ, tao là MC. Ừ. À, hỏi phỏng vấn pha bút. Cái vợ của mình lấy tụi nó ít đó, có nhiều ít, còn nó làm cái này là nhiều. Để cho đi du lịch mà ta uống vô ấy rồi thôi chứ ta đâu có thể. Giống như mình đi nhâm nhi mỗi ngày nó khác. Còn anh vô và uống chỗ đó là vô trên kia. Cái phần giống như con nội á, nó có. Rồi mình đi du lịch nó chọn mấy cái chỗ này đó. Ủa cái này nó đang quay mà mày. Thì đúng rồi, nó không cái đang quay đó, anh quay là nó vô hết luôn á. Ủa, thì vậy sao đụng vô là nó quay hả? Nè. Thì ai kêu ông đụng đó anh chị? Quá nó chưa bấm đúng quay. Ủa, con. Dạ. Cái đầu nhỏ với đầu bằng là phẩm như thế nào trước? Cái này điện. Rồi, trò này là cái trò có cái dòng eo phải hảy hảy lên mới được. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Trời ơi, chết coi rồi. Ra coi trời thiên đại thánh nè. Dạ. Rồi gọi thằng ở trên đây không? Mới lại ngủ đi cha nè.
Rồi Tài Thiên xuống, Tài Thiên đã xuống an toàn. Giả tán. Chị xuống tìm. Ồ, cái này ngồi đây nhậu im á. Không có nước đổ xuống giờ nó khô à. Thì nó hết giờ chạy rồi.